Việt Nam Saddamio. Nè, trường đại học Việt Nam Saddamio. Em cũng là người Việt Nam này anh. Anh đang làm gì vậy? Mình đang định quay trường đại học Hàng Nam và giới thiệu cho mọi người biết về trường đại học Hàng Nam. À, em cũng đang học ở Hàng Nam nè. Anh có cần em giúp anh không? Good day. Okay, xin cảm ơn. Em rất là giỏi cái việc này luôn. Đi thôi em nha. Okay. Đi thôi. À, nhưng mà hiện tại thì Hàng Nam đang ở Daejeon thì cũng như là toàn Hàn Quốc thì vẫn còn tình hình gọi là dịch Covid nó vẫn còn á. À, cho nên em xin phép là em sẽ đeo khẩu trang ở một số nơi nhé. Nhất là bây giờ đang ở ngoài đường em cũng phải mang khẩu trang chứ em không thể nào bỏ khẩu trang được. Ok. Đã, đi rồi. Anh học ở Hàng Nam anh học được bao lâu rồi nhỉ? Mình qua Hàn Quốc được 3 năm và bây giờ mình đang học mua dốc hát qua. Mua dốc hát qua là ngành thương mại đúng không ạ? Đúng rồi. Ngành này cũng khá là hot đó nha. Mình thì đang học em thì đang học mỹ thuật. Sao em ở kế bên đây nè. Rồi đấy. Bây giờ em rất là tung tăng. Em tung tăng ở đây vì em vừa kết thúc tiết học của em xong cho nên cũng khá là rảnh. Cảm ơn các bạn. Nhưng mà xin lỗi, hiện tại anh sinh năm bao nhiêu nhỉ? Mình sinh năm hay vậy là em mình rồi, không phải là người rồi nhưng mà thôi. Chúng ta xưng hô với nhau là bạn bè đi cho dễ nha. Ok. Ok. Thì bây giờ mình xin giới thiệu luôn. Thì mình là Ken nhé. Đây là cổng chính của trường Đại học Hàng Nam. Chúng ta đã bắt đầu đi vào cổng chính. Các bạn có thể nhìn bên đây cái tòa nhà này nè. Tòa nhà này gọi là tụi mình gọi là tòa nhà 56, là tòa nhà hành chính. Trong tòa nhà này á thì sẽ có luôn là ngân hàng này, khu hành chính các kiểu. Nói chung là khi mà có giấy tờ gì liên quan tới du học sinh thì chúng ta đều phải thông qua đây đó. Và ngân hàng thì đặc biệt là Đại học Hàng Nam sẽ liên kết với lại ngân hàng Quốc Minh để làm thẻ học sinh và đóng tiền, chúng ta cũng sẽ đóng tiền thông qua của ngân hàng Quốc Minh luôn. Thì sau này nhất định khi, nếu mà các bạn đã xác định là học ở Hàng Nam thì nhất định chúng ta phải làm một cái thẻ của ngân hàng Quốc Minh nhé. Rồi chúng ta đi tiếp theo rồi. Nhưng mà chúng ta có thể vừa đi vừa nói luôn mà. Đi. Ok. Thì khi mà hôm nay mình sẽ chỉ giới thiệu đôi nét về những chỗ gọi là mình cảm thấy là đặc sắc của trường đại học Hàng Nam thôi. Chứ nếu mà để mà đi hết trường đại học Hàng Nam thì chắc là đi không nổi đâu nhỉ. Mình sẽ giới thiệu giống như là mình sẽ giới thiệu về viện Hàn ngữ này. Tòa nhà 56 thì mình cũng vừa giới thiệu xong rồi. Rồi mình sẽ giới thiệu sân vận động này, rồi một số khoa đặc trưng của đại học Hàng Nam nữa. Rồi chúng ta cùng đi nhé. Ok, let's go. Thấy được hình ảnh này không ạ? Hình ảnh này có nghĩa là cái này có nghĩa là cái khu phức hợp mà của trường đại học Hàng Nam đang muốn xây dựng trong những năm sắp tới đây. Chúng ta sẽ xây ra một cái hệ thống như thế này luôn. Ở nó sẽ được xây dựng ở bên đây này, bởi hướng sân vận động bên đây. Sẽ xây ra cái tòa nhà như thế này, đó là khu phức hợp. Chúng ta tiếp tục đi nhé. Thì giới thiệu với các bạn, đây là Sam Trinh Tháp. Thì tụi mình gọi là tháp đại bàng. Thì thường á là khi mà có sự kiện hay là cái gì, hay là được nhà trường tổ chức cho đi chơi, hay là tổ chức đi thực tập, hay vấn đề gì đó mà cần gọi là điều động xe của trường á, thì bến xe của trường trong đây, thì xe sẽ ra đây. Và thường tụi mình sẽ tập trung ở Sam Trinh Tháp để lên xe và hành trình. Và đây cũng chính là biểu tượng của trường đại học Hàng Nam nhé. Là đại bàng, tháp đại bàng. Đây chính là biểu tượng của trường đại học Hàng Nam. Thì các bạn nhìn bên đây nhé. Bên đây thì là bến xe buýt của trường. Thì mỗi ngày hình như mình không có thường đi, nhưng mà mình nhớ hình như là mỗi ngày có 2 chuyến hay 3 chuyến gì đó. Chúng ta phải canh giờ, đi đúng cái khung giờ đó thì chúng ta sẽ bắt được xe buýt của nhà trường để chúng ta đi. Nè, chúng ta tiếp tục đi nhé. Đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một chỗ đó. Mình khá là thích.
khi mà mình mới vừa sang Hàn Quốc và tới đại học Hàn Nam á thì rất là thích đi ra ngoài cái khu này. Mình là một người khá là thích những cái gì gọi là cổ điển, hoài cổ, cho nên cái trống ở được Hàn Nam này với lại cái khung cảnh ở đây á, nó làm cho mình có cảm giác rất là rất là hứng thú. Mình cảm thấy là rất là tuyệt vời khi ở đây. Ở bên kia thì có một cái bờ hồ nữa, tới mùa đông á hả, nước sẽ đông cứng luôn. Nhiều lúc mình cũng chơi gọi là chơi ngu á các bạn, mình lon mình đi xuống nước đó vọng rầm rầm coi nó có bị hủng hay không. Thôi là chưa lần nào bị. Hiện tại bây giờ là mới bắt đầu qua xuân thôi, có nghĩa là mùa đông vừa kết thúc, cho nên á bây giờ cây cối nó cũng chưa có mọc ra được lá, nó bây giờ cây cối nó trơ trụi như vậy này, cho nên nó cũng, nhưng mà nhìn cái cảnh như thế này nó cũng có một cái gì đó rất là tạo cho mình có cảm xúc ấy, mình cũng không biết nói sao nữa. Nói chung là ở Hàn Quốc các bạn biết mà, có 4 mùa xuân hạ thu đông, mỗi mùa cây nó sẽ có một cái màu khác nhau, nó sẽ tạo ra những cái cung bậc cảm xúc rất là tuyệt vời. Nếu mà có một lần có thể được đến với Hàn Quốc thì hãy thử trải nghiệm 4 mùa nhé. Đây là hồ nước, vì vừa là mùa đông á cho nên bây giờ nó có hơi dơ. Vài bữa nữa khi mà đã mùa xuân rồi thì thường trường sẽ bơm hết nước này ra và bơm nước mới vô, nó sẽ rất là sạch sẽ luôn. Mình có thể nhìn thấy cá đồ bơi, rồi nhiều khi sẽ có những con vịt trời á, nó bay xuống và nó đậu dưới này, nó bơi lại nhìn đã, nhìn hay lắm các bạn. Chúng ta đi giao tiếp nhỉ. Mình nên đến khu mua sách nhé. Mà quên hỏi nữa, bạn học khoa gì vậy? Mình học khoa mua dốc khắc quà. Khoa của bạn ở bên kia đúng không? Đúng rồi, khoa của mình ở khu tầng số 5. Vậy lát nữa mình cơn xăng TH. Lát nữa mình qua đó xem khoa của bạn luôn ha. Ok. Thì theo như mình được biết thì về khoa kinh tế rồi khoa ngoại trưởng kinh doanh này, thương mại này thì sinh viên Việt Nam mình học khá là nhiều ấy. Đúng rồi. Ra là vậy. Đây, trước mặt của các bạn là tòa nhà số 11. Thì thông thường là chúng ta sẽ mua sách ở trên này nhé. Chúng ta sẽ lên đây để chúng ta mua sách này. Là rất là rộng luôn. Nhưng mà cái nhà sách thì nó nằm ở góc cuối bên này. Nhưng mà hiện tại thì vì lý do là tình hình dịch bệnh á, cho nên chúng ta không thể đi vào cái cửa này được. Nếu mà chúng ta muốn đi vào nhà sách bên đây, chúng ta phải đi vòng qua ở phía sau này thì chúng ta vào đó, thì vì nó chỉ mở có đúng một cái cửa đó thôi để chúng ta ra vào, và chúng ta phải làm những cái thủ tục như là check nhiệt độ này, khai báo là chúng ta là ai, lý do gì sao chúng ta lại đến đây để làm gì đó, thì chúng ta phải vào trong cái tòa nhà này. Đây, mình đang đi gần tới nhà sách rồi, thì sau này khi mà nhà sách gọi là nhà sách đã được mở cửa ra lại rồi đó thì các bạn có thể đi thẳng vào cái cửa này luôn. Đấy, các bạn thấy không, đấy ngay theo tay mình này. Đấy. Nếu như mà chúng ta giống như là chúng ta đã lên đại học rồi và chúng ta có thẻ sinh viên rồi thì chúng ta có thể vào thư viện để mượn sách, chúng ta không cần phải mua sách cũng được nữa. Chẳng tiện, đây là một nơi chụp hình rất là đẹp của trường đại học Hàn Nam. Đây là cầu thang Hàn Nam, rất là đẹp luôn đúng không các bạn? Chưa sơn lại thôi, nhưng mà tới lúc mà sơn lại rồi là bao đẹp luôn. Bây giờ thì là mùa đông ấy nên họ chưa có mùa đông mới kết thúc thôi, cho nên họ chưa có sơn sửa gì lại đâu. Mình cũng có những cái clip TikTok ở đây ấy, mình sẽ cho các bạn xem nhé. Mà họ đã đóng cửa rồi, cũng gà hay phải dòng luôn. Khi mà mình mới qua Hàn Quốc được khoảng một tuần thì mình nhận ra đặc sản của Hàn Quốc là gì không? Đặc sản của Hàn Quốc là những con dốc như thế này. Đi ôi trời ơi luôn, lúc mà mới qua chưa quen á, đi cực kỳ mệt luôn. Nhưng mà kiểu sau khi qua được một tháng rồi, qua một cái quá trình gọi là
đi riết rồi. Thế là quen luôn, đi những con chó này là bình thường của tụi mình rồi. Đi có thể rất là nhanh luôn. Có một đợt về Việt Nam mình cứ đi á, là sao mẹ mà nói mày làm gì mày đi nhanh như vậy. Thật ra là cái kiểu là do mình đi quen ở bên đây rồi á, bước chân nó quen rồi, hay là cứ đi nhanh thôi. Mình cũng không rõ lắm khoai là khoai gì. Tại thật sự là mình cũng không có đi hết đâu, mình cũng chưa có tìm hiểu hết của trường đại học Hang Nam. Thì mình không biết khoai này khoai gì, nhưng mà bên trong cũng khá là đẹp luôn á. Nó có một cái quán cà phê. Trong quán cà phê đó nó dựng ra một cái gọi là gì nhỉ? Một cái kệ sách khổng lồ luôn. Các bạn tưởng tượng giống như là một cái thư viện mà bao quanh chúng ta vậy nè, và xung quanh chúng ta toàn là sách. Rất là đẹp luôn. Nhưng mà hôm nay thì đã đóng cửa rồi nên mình không thể vào được. Nên nếu mà có cơ hội lần sau thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Còn đây, khoai này. Đây. Đây, khoai này là khoa về an ninh của trường đại học Hang Nam. Thì các bạn biết như vậy đó. Những bạn đó có đồng phục cực kỳ đẹp luôn. Và mình rất là ghen tị với các bạn đó vì đồng phục của các bạn rất là đẹp. Mình rất là ghen tị luôn, cực kỳ thích. Còn đây là cái gì là có một khu rừng, một cái nối là khu rừng nhỏ mà sao. Hồi lúc mà mình mới qua đây á thì thường mình qua vào mùa hè mà, cho nên không khí nó hơi nóng. Thế là trưa mình hay ra đây này, ra đây thế là có bàn ghế đâu, mình ngồi mình học bài đó, cực kỳ mát luôn. Có nhiều khi ngồi xong coi học ngủ khi nào không hay luôn, vì mát quá mà rất là đẹp. Các bạn có thể hy vọng là các bạn cũng sẽ có cơ hội để trải nghiệm ở đại học Hang Nam nhé. Sao nhỉ? Bây giờ nãy giờ chúng ta đi qua xem các khoa rồi, thôi bây giờ chúng ta đổi một chút. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua sân vận động nhé, để xem sân vận động của đại học Hang Nam là như thế nào. Nào, chúng ta đi thôi. Ok, let's go. Đây là sân vận động của trường đại học Hang Nam. Các bạn thấy nó có rộng không? Rất là rộng luôn ấy. Hình như theo như mình được biết là nó đạt chuẩn thi đấu quốc tế luôn á các bạn. Chúng ta cùng xem sân vận động của trường đại học Hang Nam như thế nào nhé. Bali. Các bạn thấy tòa nhà đó không? Đấy, trong cái tòa nhà số 8 đó. Đúng không? Số 8, đúng rồi. Trong cái tòa nhà đó thì sẽ có những cái đó thường trong trường học, những cái y tế gọi là gì nhỉ? Phòng y tế hả? Ừ, trong đó sẽ có phòng y tế của trường đại học Hang Nam. Mình có những cái chấn thương hay là bệnh gì đó thì mình cứ lên đây khám, khai được miễn phí. Ngoài ra còn có cắt tóc nữa kìa. Cắt tóc rất là rẻ luôn. Rồi căng tin thì cũng ở trong khu vực đó luôn. Ngoài ra còn một cái nữa là chúng ta cũng sẽ thường lên, đó là khi mà các bạn lên đại học rồi thì các bạn sẽ phải xin một cái giấy gọi là CH chứng minh so hoặc là song chất chứng minh so, có nghĩa là giấy chứng nhận là học sinh của trường đại học Hang Nam và bảng điểm của trường đại học Hang Nam. Thì phải có những cái đó thì các bạn mới làm được những thủ tục như là ngân hàng này hay là đi đăng ký những cái tài khoản gì đó, thì chúng ta đều cần phải có cái đó. Nhưng mà đại học Hang Nam đã gọi là để đơn giản hóa thủ tục thì trong tòa nhà này luôn, ở đằng xa kia kìa, ở trong cái chỉ cần bước lại gần đó các bạn sẽ thấy, thì sẽ có một cái cây, một cái cây tự động. Chúng ta chỉ cần nhập mã số sinh viên chúng ta vô này, rồi nhập ngày tháng năm sinh vào thì chúng ta sẽ có thể tự in được những cái đó mà chúng ta không phải qua cái thủ tục là phải lên gặp nhân viên hay là giáo viên để xin, thì nó sẽ rất là phiền. Thì này rất là đơn giản, nó sẽ đơn giản hóa thủ tục cho chúng ta. Chúng ta có nên đi vào đó xe không vậy? Tại vì bây giờ cũng không có vào được ấy. Nói chung là tình hình Covid dạo này ấy, cho nên những cái khoa, những cái tòa nhà này người ta cũng đóng cửa nên cũng không có vào được. Thôi mình giới thiệu cơ bản như vậy nhé. Khi nào mà có thời gian nhiều hơn thì mình sẽ giới thiệu sâu và rõ hơn về từng khu vực các bạn nghe nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi, tiếp theo là chúng ta sẽ đến đến đâu bây giờ nhỉ? Chúng ta đến thư viện đi. Thư viện, chắc là các bạn cũng muốn xem thư viện của trường đại học Hang Nam như thế nào nhỉ? Nào, chúng ta đi thôi. Bây giờ này
nó sẽ dẫn lên tòa nhà 56 và có thể là lên được khoa mỹ thuật của mình luôn. Bây giờ các bạn nhìn là nó trông như thế này thôi, trông cứ nghĩ là nó không đẹp đúng không, nhưng mà mùa thu nhé, xin lỗi các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Và các bạn hãy xem thử tấm hình mùa thu ở đây của mình nhé. Các bạn thấy thế nào, các bạn có thấy hứng thú khi có một cái khung cảnh thật là đẹp như thế này không? Nếu như mà các bạn thích thì hãy cố gắng đến với Hàng Nam nhé và trải nghiệm nó vào mùa thu, rất đẹp luôn các bạn ạ. Thì cạnh bên con đường đấy, đây mình xin giới thiệu luôn, thì đây là khu vực của đại học Hàng Nam. Đứng đây khó thấy gì, thì chúng ta đi qua khu vực bên đây đi cho dễ này, đi nào. Bạn thấy rõ chưa? Chúng men tôi sao con? Đây là khu vực của trường đại học Hàng Nam. Nó có khoảng là 5 tầng. Thì mỗi tầng nó sẽ có một loại sách, gọi là người ta sẽ phân loại sách theo từng khoa, và có cả khu tự học này, có khu máy tính này. Thì khi chúng ta có nhu cầu thì chúng ta chỉ cần vào đó đưa cái thẻ sinh viên của chúng ta ra là được. Nếu mà chúng ta không có thẻ sinh viên thì chúng ta có thể sử dụng thẻ sinh viên điện tử được tích hợp trong cái phần mềm điểm danh của chúng ta ở trên điện thoại. Thì khi đối với đại học Hàng Nam thì mọi bạn sẽ được cung cấp một cái tài khoản ID để đăng nhập vào cái điện thoại đó. Thì các bạn sẽ khi đi học, các giáo sư sẽ điểm danh trên những cái phần đó cho các bạn. Và sau lưng đây là khoa kinh tế, khoa thương mại, khoa quản trị. Đây, bạn thấy không? Rất là rộng luôn. Và ngoài ra là phía sau đó nữa là khoa du lịch. Khoa du lịch, không phải là khoa du lịch mà khoa quản lý nhà hàng khách sạn của trường Hàng Nam. Mà đối với hệ học Hàng Nam thì khoa quản trị nhà hàng khách sàn là khoa nổi tiếng nhất của trường đại học Hàng Nam. Thì nếu các bạn có hứng thú hãy đến với đại học Hàng Nam và gia nhập nhé. Chúng ta đang đi tới con đường mình gọi là con đường ăn uống của trường đại học Hàng Nam. Thì ở trên các thành phố lớn như là Seoul thì chúng ta sẽ có như là Hong Tê hay là những con đường tự nhiên nói nghe cái mình quên mất tiêu tên là gì rồi. Thì sẽ tập trung những cái quán ăn, thì ở đây cũng giống như vậy luôn, sẽ tập trung những cái quán ăn. Thì sau này mình sẽ làm một vài clip để gọi là giới thiệu các quán ăn và phù hợp với người Việt Nam cho các bạn, để các bạn có thể một lần thử nhé. Đây các bạn quay nguyên phòng khu bên này. Khu bên này thì là khu gọi là thì người ta gọi là giống như là khu startup, đúng rồi, khu startup của đại học Hàng Nam làm ra để cho các bạn học sinh sinh viên có thể thử sức mình startup trong lĩnh vực kinh doanh hay là phát triển một cái ngành nghề gì đó. Thì ở đây thì ở đằng kia có một quán, thì đó là của các bạn của người Việt Nam, của chủ người Hàn, nhưng mà do cái gọi là ý tưởng của các bạn Việt Nam chúng ta đưa ra, đó là ở đó sẽ bán bánh mì Việt Nam ăn rất là ngon luôn, cực kỳ ngon. Tức mình đã ăn được 3-4 lần rồi, bây giờ mình vẫn muốn ăn nữa, nhưng mà cũng vì Covid cho nên bây giờ mình không được ăn. Nào, chúng ta tiếp tục đi sâu vào trong bên đây để xem nó như thế nào nhé. Đây là chỗ bán quà lưu niệm. Đây là bán quần áo thể thao. Đây là cửa hàng Việt Nam này, nhưng mà bây giờ nó đã đóng cửa rồi các bạn. Buồn ghê. Mấy bé này mới hỏi mình là anh làm YouTuber hả? Mình nói ừ. Mấy bé cứ nhìn mình ngại quá. Nào chúng ta đi tiếp thôi. Các bạn thấy nó trống này không? Thì hồi trước đó là cũng là một cái sân bóng nhỏ đấy, nhưng mà bây giờ họ mới sang bằng lại và họ đang sửa chữa. Mình cũng không biết là họ sẽ sửa chữa khu này thành khu gì nữa thì mình không biết. Đợi khi nào nó xong rồi mình sẽ chụp hình cho các bạn xem nhé. Ở bên kia là có Hàng Nam Market Space, thì khu đó sẽ là
theo như mình được biết á, thì giống như là những các bạn học khoa thời trang á, các bạn sẽ có những cái show diễn thì sẽ được diễn ra và đặt triển lãm ở đó. Trong cái khu ấy hồi trước á là sân tennis cơ, nhưng mà cũng đã được đập đi và xây lại, thì bây giờ nó sẽ trở thành là Tennis Market Space. Đấy. Còn đây, đây là khu gọi là nhà gọi là cái gì ta? Tennis Sport Sports Center, có nghĩa là gì nhỉ? Thể thao. Là khu thể thao, ở trong đó là sẽ có giống như là để chơi bóng chuyền này, bóng rổ này, cầu lông này và bóng bàn ở trong đó đấy. Và ở trong đó luôn cũng sẽ có phòng gym của trường đại học Hoàng Nam. Một tháng thì theo như mình được biết là 2 tháng là khoảng 1 triệu tiền Việt Nam, cũng khá rẻ mà đúng không các bạn, 2 tháng. Đấy. Thì nói chung đây là khung cảnh sơ lược về trường đại học Hoàng Nam. Tụi mình cũng không có nhiều thời gian để mà gọi là quay hết trường cho các bạn trong một clip được, nó cũng thì cái clip nó sẽ rất là dài, cho nên hy vọng là nếu mà các bạn muốn tìm hiểu gì về đại học Hoàng Nam thêm ấy, các bạn có thể comment ở bên dưới thì mình sẽ trả lời. Thì nếu mà cần thì mình có thể gửi hình cho các bạn để các bạn có thể xem được là cái đó bạn muốn là thế nào, như là bạn muốn khoa, các bạn muốn là khoa quản trị như thế nào, mình cũng có thể nhờ ai đó chụp hình rồi sau đó gửi cho các bạn đó. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này và hãy cho mình một like, một share và một sub nhé. Cảm ơn các bạn và chào tạm biệt.